Xin kính chào tất cả nhà. Hôm nay ở ngoài miền Bắc thì thời tiết nó lại cứ rét rét cả nhà. Rau của trong vườn nhà mình thì rất là tốt. Hôm nay hai bà cháu sẽ làm một cái video để thu hoạch rau cả nhà. Trước khi thu hoạch rau thì cả nhà hãy ngắm những cái loại rau mà Hoàng Mai đã trồng ở trong vườn nhỏ có 35 mét vuông mọi người nhá. Bây giờ mọi người hãy cùng ngắm với mình nha. Đó thì cả nhà ơi, đây là cái luống rau muống nhót cả nhà. Mình đã thu hoạch lần này là lần thứ hai. Các bạn hãy nhìn này, những cái ngọn rau của mình này rất là non và lá này xòe ra to và xanh mơn mởn cả nhà. Đó, hôm nay mình sẽ thu hoạch rau muống này cả nhà. Đó, cả nhà hãy nhìn này. Thích chưa? Đó, mình trồng được một luống cũng dài dài cả nhà. Đó, thế hôm nay mình sẽ thu hoạch rau muống cả nhà. Và đây nữa cả nhà ơi, mình cũng trồng rau muống vào những cái chậu nhỏ nhỏ đây này. Đó, và rau muống của mình cũng phát triển rất là tốt. Hôm nay mình cũng sẽ thu hoạch rau ở những cái chậu này cả nhà. Đó, bây giờ hai bà cháu mình sẽ đi thu hoạch rau muống nhá. Nhá. Đó, cả nhà hãy nhìn này, cháu thu hoạch rau muống giúp bà rồi. Cắt tiếp đi, cắt đĩa tiếp đi, xong rồi thì mới lại đưa cho bà. Nào, đấy, cháu cắt rau muống đây. Thôi đưa đi. Đấy, cháu đang thu hoạch rau cho bà đấy cả nhà. Đấy. Đó, mình cắt mình chưa góc khoảng 2 phần thế là nó lại lên manh cả nhà, rất là nhanh. Đó, thì cả nhà ơi, bây giờ mình sẽ ra cái luống rau ở ngoài này. Mình trồng xuống dưới đất đây này, rất là tốt cả nhà. Mình sẽ thu hoạch cả nhà. Đây này, non quá mà nó ra rất là nhiều ánh lên này cả nhà ơi. Đấy, mình cứ cắt thế này xong rồi mình cho nó nhú cái mầm lên, thế là mình lại bón rồi nha. Ngon quá. Ngon chưa? Mình cắt đến ở ngoài, lúc nãy là mình cắt ở phía bên trong, bây giờ mình ngon lắm kia cả nhà. Rau này mà về mình xào tỏi thì rất là ngon cả nhà. Hoặc là luộc, luộc cho chanh vào, vắt chanh vào nước. Hay là luộc với sấu cũng rất là ngon. Nhiều chưa? Mình trồng được rất là nhiều loại rau cả nhà. Mình cứ mỗi thứ mình trồng một ít, thế là mình cứ ăn cái loại rau nọ lại đến cái rau kia, thế là nó không bị ngán cả nhà. Mà mình trồng rau theo mùa. Thế là bây giờ thì cứ rau muống, rau dền, rau đay. Đó. Đó. Cái gốc của nó cứ dày ra cả nhà. Cứ mỗi gốc này là được một nắm thôi. Đó. Cứ mỗi gốc này là được một nắm rau rồi cả nhà. Non lắm cơ. Đó, rau vừa tầm ăn. Rất là ngon. Hôm nay thì lại. Đó, nhà ơi, non chưa? Rất là non cả nhà. Đó, xanh mơn mởn luôn. Nhà ơi, non chưa? Cả nhà ơi, đây là cái chỗ luống rau húng của mình đây cả nhà. Đó, rau húng của mình tốt chưa? Hôm nay mình sẽ thu hoạch một ít rau húng nữa cả nhà. Đó, tốt quá. Đó, mùi cứ thơm đấy. Ôi dồi ôi, thơm quá. Thơm ngon. Thơm quá cả nhà. Mình sẽ cắt một ít rau húng về để làm rau sống để ăn.
ăn với rau sống thôi nha. Mình cắt chưa ra hai phần thế là mình lại bón là nó lên nhanh lắm. Hôm nay là mình để cho tốt quá rồi. Đó, non quá cả nhà ơi. Thơm lừng lại cả nhà. Hôm nay mà ăn với kem với rau sống này hay là với bún này thì ngon lắm đấy cả nhà. Mình trồng mà cứ được ăn liên tục đấy cả nhà. Mình cứ cắt xong rồi mình cái này thì mình chỉ cắt đủ ăn thôi, xong thì nó lại ra mành thì lại ăn lượt tiếp theo. Đó, còn non chưa cả nhà. Đó. Non quá là non cả nhà ơi, mà mùi rất là thơm. Đây là húng húng tím này cả nhà. Đó. Non. Đó này, còn lẫn cả cỏ. Đấy, sạch chưa cả nhà. Rất là non này. Non quá là non, thì mình chỉ hái trong này thôi cả nhà. Đó. Đây là mình đã thu hoạch được rau húng đây. Đó thì cả nhà ơi, dạo này là cái xà lách đỏ này của mình nó không có nắng cho nên là nó cũng cái màu như thế này cả nhà. Hôm nay mình sẽ thu hoạch xà lách đỏ cả nhà. Đây, xà lách đỏ của mình đây. Mình cứ cho một xen canh này, xen kẽ một cái luống rau xà lách vàng thì lại đến một cái luống rau xà lách đỏ đây này cả nhà. Đó, bây giờ mình sẽ đi thu hoạch xà lách đỏ. Đó. Hôm nay mình chỉ có thu hoạch rau xà lách đỏ thôi cả nhà. Ngon quá là ngon này. Đó, non chưa cả nhà, mà màu nó không, nó có nắng lên thì màu đỏ đẹp lắm cả nhà. Dạo này nó rét mà nó lại không có nắng, thế là nó màu nó cứ tía tía thôi cả nhà. Bà thì đang thu hoạch rau, cháu thì đang xúc đất thì nghịch cả nhà. Nhưng thôi thế thì ba mới làm được, không có thì cháu cứ nghịch rồi. Quá nó xê, cái rau này nó không có cuộn cả nhà, nó cứ xê. Nó lên coi rồi cả nhà, nó cũng có coi, nó lên coi rồi. Dạo trước mà nó còn nắng thì màu đỏ đẹp lắm cơ cả nhà. Nó cái coi này nó cũng như thời, nó phát triển như theo thời tiết ấy cả nhà. Thời tiết mà nắng to là màu đỏ đẹp lắm cơ. Đó, đẹp quá. Mình sẽ ngắt bỏ để cho nó ra cái loạt mới. Coi này to quá. Đó, mình cũng hôm nay thì mình sẽ thu hoạch hết những cái cây xà lách đỏ này cả nhà để cho nó lên lượt khác. Mình trồng cả vào những cái chậu nhỏ đây này cả nhà. Đó, mà nó cũng lên rất là đẹp này này. Đó. Trồng vào những cái chậu nhỏ.
giờ thì theo thời tiết là chuyển sang cái màu tím nhạt rồi cả nhà. Đấy cả nhà, có biết là mình úp cái này làm gì không? Mình úp cái này để tránh những cái con sâu nó phá hoại cái cây cải cải ca lê cả nhà. Đó, bây giờ mình sẽ đi thu hoạch cái rau xà lách này cả nhà. Xà lách đâm này. Đấy. Cây rất là to cả nhà ơi. Đó, mình sẽ thu hoạch để cho cải kheo của mình nó lên cả nhà. Có thì nó che mất cái cây cải kheo của mình. Đó. Mình cắt luôn gốc. Cái này mình không tỉa lá nữa. Để cho cải kheo của mình nó lên. Đấy, cỏ này. Cắt luôn, cắt luôn. Đó, non chưa cả nhà ơi. Thích lắm cơ cả nhà. Cái lúc ra thu hoạch này là thích lắm. Mình đuổi cứ là đuổi ra đình đít. Ỉ mồm quá. Mình cứ tranh thủ sớm tối nên mình tưới, mình trồng cả nhà. Thế là đến lúc mình được thu hoạch là nhanh lắm. Cứ hết cái lứa rau nọ gối sang lứa rau kia cả nhà. Đó, mình cắt thế này để cho cải kheo nó lên. Con đứng nghịch vào đấy coi. Đó, mình đã thu hoạch được nhiều chưa cả nhà ơi? Đó, cả nhà hãy nhìn này, những cái cây xà lách mình trồng vào cái tải đấy, bao tải đấy cả nhà. Thế là mình khoét lỗ, mình cho mình trồng nó vào này. Đó, thế mà nó phát triển tốt chưa cả nhà ơi? Rất là tốt này. Đó, tốt chưa? Đó. Mình trồng được vào 4 cái tải đây cả nhà, tha hồ ăn cả nhà. Đó. Đó. Mình khoét hình tam giác, thế là mình nhét cái cây, nhét gốc của nó vào cả nhà. Phát triển tốt chưa? Đó. Mình sẽ thu hoạch bỏ những cái cây xà lách vàng này cả nhà. Mình trồng một cái chậu thông minh để rồi mình trồng cái rau khác cả nhà. Đó. Mình sẽ cắt nốt. Thì cả nhà ơi, bây giờ là mình sang cái chỗ rau chân vịt thì mình thu hoạch cả nhà, nó cũng đã phát triển cũng không có được đẹp nữa cả nhà. Nó có đôi cái chỗ nó lên ngông, cái chỗ mình cấy sau đây, bây giờ mình sẽ thu hoạch cả nhà. Đó. Đó, bây giờ mình sẽ thu hoạch rau chân vịt cả nhà ơi. Đó, bên manh non lắm cả nhà. Đó, non chưa? Đó. Non quá, cái chỗ này nó mọc manh nên non quá. Hôm nay mình đã thu hoạch được rất là nhiều các loại rau đây cả nhà. Có rau xà lách tím này, rau húng này, và rau xà lách vàng, xà lách đâm đây cả nhà ơi. Đó, rất là nhiều các loại rau này. Và đây là được một làn rau muống đây cả nhà ơi. Đó. Đây là làn rau chân vịt cả nhà. Cả nhà ơi, cái video mà mình ra vườn để thu hoạch rau thì đến đây mình cũng xin kết thúc mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở các video lần sau.